Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Amber đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Mini World cùng với mắm cà rốt và Henry Bell nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái map Sun Skin mà chủ đề mình chọn nó chính là Halloween nha. Bởi vì video này sẽ được đăng vào ngày Halloween và mình xin chúc các bạn có một mùa Halloween vui vẻ. Trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên ấn vào cái link dưới phần mô tả để dẫn đến Facebook, Instagram và TikTok của mình nha. Nhớ cho mình một follow nha các bạn. Ok, thì mình sẽ bắt đầu sơn nha. Thì đây là một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong Creepypasta nha các bạn. Các bạn hãy thử đoán xem mình sẽ sơn nhân vật nào ở trong Creepypasta nào. Các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Đây là cái đầu. Mình đang sơn rất là chăm chỉ. Hai người kia cũng như vậy. Một hồi á, mình sơn xong á thì mình sẽ tham quan tác phẩm của từng người nha. Cái người này có cái đầu xanh xanh. Các bạn đã đoán ra chưa nào? Nếu mà chưa đoán ra thì đợi mình sơn xong cái đầu nha. Đảm bảo là các bạn sẽ đoán ra ngay thôi. Các bạn nào mà xem với Creepypasta nhiều thì các bạn sẽ biết nhân vật này ngay luôn. Còn các bạn nào ít xem thì có thể là vẫn chưa biết, mà hồi mình sơn xong mới biết. Mình thấy nhân vật này cũng khá là nổi tiếng luôn á. Ok, mình đã xong cái đầu rồi đây. Bây giờ là đến con mắt. Ủa sao trời càng ngày càng tối vậy trời. Đây là con mắt. Mà trời hơi tối á, mình quyết định là mình sẽ lấy cái pháo, cái pháo đốt lên cho trời sáng nha. Chứ tối quá mình không thấy đường mình sơn mấy bạn ơi. Đâu rồi ta? Đây rồi. Đôi giày đây rồi, đôi giày. Trời sáng đi nào. Mà là trời sáng hiện gà. Ủa sao vẫn chưa sáng nữa? À mới đói này sáng luôn rồi. Cái người này sẽ diện một bộ đồ màu đen, giống như là từ ở trong tổ chức áo đen ra. Tổ chức áo đen trong Conan đó các bạn. Các bạn có xem Conan không? Mình thì mình rất là thích xem Conan. Nếu mà các bạn có xem Conan thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết là các bạn cũng xem giống như mình nha. Đến giờ phút này các bạn có nhận ra là mình đã vẽ ai chưa? Nếu mà các bạn nhận ra rồi thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Ủa? What the hell? Tại sao mình lại sơn ra mấy cái gai gai này vậy? Chắc là lỗi các bạn ơi. Ấy dồi ôi, gai nhóc luôn kìa. Sơn tới đâu gai tới đó luôn. Ấy dồi ôi, cái chuyện này coi bộ hơi bị cực à nha. Ok, người này diện nguyên một bộ đồ màu đen luôn. Trời ơi, mình mới phát hiện là mình sơn ngoài trước không? Mình không sơn ngoài xe. Giống như là mình lúc mà học online vậy á mấy bạn. Trời ơi, chơi ăn mặc đẹp đẽ, áo khung, cà vạt, đồ ở dưới mặt quần xanh lỏng. Ấy giờ ơi, nói liên thiên nãy giờ thì mình cũng đã sơn gần xong rồi đây. Mình nghĩ mình là người đầu tiên xong sớm nhất. Sắp xong rồi đây mấy bạn ơi. Mà tự nhiên không hiểu sao bị lỗi nha. Tự nhiên sơn màu mà cũng gai gai nữa, ghê thiệt. Mình thấy có một vài lỗi ở đây, mình sẽ sửa luôn. Mình không muốn tác phẩm của mình là nó không hoàn hảo, mình muốn nó phải là hoàn hảo 100%. Ok, cái chỗ này nữa. Ấy, mình sẽ sửa lại hết. Mình đã xong tác phẩm của mình rồi đây, các bạn có biết đây là ai không nè? Đây chính là Alex Jack, một nhân vật cũng khá là nổi tiếng trong làng Creepypasta. Mình chỉ sơn Alex Jack theo khả năng của mình thôi, cho nên nếu các bạn nào mà thấy không giống thì có thể bỏ qua cho mình với nha. Tại vì trình của mình cũng khá là gà luôn ý. Còn cái chỗ này nữa là xong nè. Cố lên nào. Mình có ý chứng nào mà ta, tại sao mình dùng cái súng cho nó lâu vậy? Ok, mình đã xong rồi đây. Các bạn thấy mình dễ giống Alex Jack bao nhiêu phần trăm? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Mình nghĩ là cũng không giống lắm, nhưng mà đủ để người ta biết đây chính là Alex Jack. Mình mong là như vậy. Mình thấy là hơi chống chải á, cho nên là mình sẽ xây thêm một vài hướng nha các bạn. Trong lúc chờ đợi hai người kia thì mình không biết làm gì cả, cho nên là mình sẽ xây thêm một vài thứ. Các bạn hãy chờ xem mình sẽ xây hướng gì nhé.
mình thấy thứ nhất á là mình xây quá nhanh, hai người kia còn chưa xây xong, cho nên là mình sẽ kiếm cái gì đó làm để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Thứ hai á là mình cảm thấy là Alex Jack như thế này có vẻ là hơi trống trải, cho nên là mình sẽ quyết định xây thêm, chứ không phải là trong nguyên bản là nó như vậy đâu nha. Mình nghĩ như thế này là ổn rồi. Mình phát hiện ra lỗi, sửa chữa ngay nào để không khỏi bị trừ điểm. À, mình quên nói ai sẽ là người chấm điểm đúng không? Thì tất cả các bạn xem video này đều có thể chấm điểm cho tụi mình bằng cách bình luận ở bên dưới theo thang điểm là từ 1 cho đến 10 nha. À, thì các bạn hãy bình luận một cách công bằng và nghiêm túc nha. Người nào mà được nhiều điểm nhất thì người đó sẽ thắng và trở thành người xây đẹp và xuân đẹp nhất đêm Halloween. Ok, nói liền thì nói nhảm nãy giờ nhưng mà mình vẫn chưa xây xong. Mình định xây cái thứ này mà mình không biết là mọi người có nhìn ra hay không nữa. Nếu mà mọi người nhìn không ra thì một xíu nữa mình sẽ nói nha. Mình mong là mọi người nhìn ra bởi vì mình xây rất là xấu. Hãy bỏ qua cái chuyện tệ hại này. À các bạn, mình muốn hỏi các bạn là các bạn cảm thấy ngày lễ Halloween như thế nào? Các bạn có thể bình luận bên dưới cho mình biết nha. Còn đối với mình, ngày Halloween thì là một ngày lễ rất là thú vị, bởi vì người ta có thể ra đường và hóa trang thành người này người kia, thành ma, thành quỷ, thành nhân vật mình yêu thích trong phim kinh dị. Cũng rất là vui, nhưng mà tại vì năm nay bùng dịch đó các bạn ơi, cho nên là mình nghĩ là người ta sẽ ít đi ra ngoài đường, cho nên là nó cũng đỡ vui hơn xíu rồi. Mà không sao, nếu các bạn đang ở nhà, các bạn có thể bật video của Amber lên và xem nha. Xem Amber tấu hài như thế nào nha mọi người. Ok, thì mình thấy là mình xây cũng khá là lâu, cho nên là mình xin phép bỏ qua cái đoạn mình xây lâu lắc này nha. A few moments later. Ta-da, thì đã xong rồi đây. Mọi người có nhìn ra là mình đã xây cái gì không? Bây giờ mình xây hơi xấu các bạn ơi, cho nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Mình định xây cái con dao cho Alex Jack cầm, cho nó kinh dị thêm xíu nữa các bạn. Tại vì Halloween mà, cho nên mình phải góp vui bằng cách là mình phải xây kinh dị một xíu nó mới vui đúng không mấy bạn? Đó, thì đây là toàn cảnh Alex Jack của mình nha. Đấy, các bạn thấy nhân vật Alex Jack mình xây như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết cảm nghĩ của các bạn với nha. Ok các bạn, thì sau một hồi chờ đợi thì ba đứa mình cũng đã xây xong tất cả nhân vật của mọi người rồi. Mời mọi người quay mặt lại đi nào. Đầu tiên sẽ là con của mình nha. Xin giới thiệu, đây chính là nhân vật trong chuyện kinh dị Rippy Pasta, có tên là Alex Jack. À, tiếp theo, Henry Bell là người xây tác phẩm này. À, các bạn có nhận ra là nhân vật nào không? Một người đàn ông không mặc, cao 2m và mặc áo vest. Các bạn có nhận ra là ai chưa? Đúng rồi, đó chính là Slenderman. À, mình phát âm có hơi sai nên các bạn thông cảm cho mình nha. Mình rất là ngu tiếng Anh. À, tiếp theo, móm cà rốt xây cái gì đây? Con gì mà xanh lè như con Ripper đây? Trời ơi, trên đầu còn có cái lá nữa hả? Con gì mà trên đầu có cái lá trông giống như con Ripper? Mình nghĩ móm đang xây con zombie với các bạn ơi. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích tác phẩm nào nhất? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cũng như là số điểm cho tụi mình với nha. Thì ok, mình và các bạn cũng đã xem tất cả tác phẩm của mọi người rồi. Các bạn cảm thấy là thích tác phẩm nào nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết và số điểm cho tác phẩm đó nha. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share và một comment cho channel của mình nha. Mình là Amber, xin chào và hẹn gặp lại.